Yêu nấu nướng cũng được, ghét nấu nướng cũng không sao. Nghiện trang trí nhà cũng được, không nghiện nhà cũng chẳng thành vấn đề. Miễn là hãy tận dụng thời gian này để trải nghiệm thêm nhiều điều. Cười được thì càng tốt. Nó sẽ giúp chúng ta kiên nhẫn hơn trong cái khoảng giai đoạn này. Và giờ, hãy cùng vận động với tôi ngay lúc này. Theo đúng cách của giới trẻ trong những ngày này, không cần ra đường mà vẫn có thể đủ để làm nóng cơ thể. Tôi nghĩ là chúng ta nên thay đổi.